Mình là Tâm tài xế đây. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em và các bạn về chợ hoa bến Bình Đông trên bến dưới thuyền. Nếu ai đã ở khu vực này như quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, những quận lân cận này thì không thể nào quên được những cái phiên chợ chợ hoa ngày Tết của bến Bình Đông nha anh em. Nói đến bến Bình Đông thì anh em nào cũng biết thì cũng nhớ, không thể nào quên những cái loài hoa khoe sắc ngày Tết ở nơi đây nha anh em. Rất nhiều hoa, hoa ở khắp nơi tụ hội về đây để khoe sắc, để đón xuân. Và rất là nhiều người tới đây để tham quan, chụp ảnh, quay phim để làm kỷ niệm ngày Tết. Hôm nay có dịp đi ngang đây, mình cũng ghé quay vài đoạn video để lại làm kỷ niệm và để cho anh em ngắm. Những lúc rảnh rỗi mình cũng ngắm lại những cái hình ảnh này. Rồi mời anh em cùng mình theo dõi video này nhé. We'll be right back.
quay miếng nha ông chủ. Về đăng lên mạng, người ta thấy đẹp là lại tôi mua nhiều. Xin chào các bạn, Tâm Tài Xế xin chân thành cảm ơn anh em và các bạn đã cùng mình xem hết video. Hẹn gặp lại anh em và các bạn trong chương trình video tiếp theo.